Chào quý vị và các bạn. Chúng ta đi tìm hiểu một cái khu đô thị bên ngoài là đền là Thuận Việt. Đường này là đường Mai Chí Thọ. Con hai cung đôi rồi. Chúng ta rẽ phải đi về Hồng Thừa Thiên và chúng ta rẽ trái thì La Sa Lộ. Khác nữa. Đó là tên New City, thành phố mới. New City. New City. Chúng ta có một cái vùng mới. Chào các bạn nhé, hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.